thưa quý vị chào mừng 91 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 hướng tới đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 hơn 500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Phổng Tàu đã tham dự lễ ra quân tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề tuổi trẻ thành phố Phổng Tàu sáng tạo tháng thanh niên năm 2022 thanh đoàn Chủng Tàu huy động đoàn viên thanh niên tham gia phát quang bùi sậm dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu trồng cây xanh bảo vệ môi trường biển, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Điểm chấn trong chuỗi các hoạt động tháng thanh niên năm nay của tuổi trẻ thành phố là công trình thanh niên âm nhạc đường phố và xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại phường 11, phường 12. Ngay sau lễ phát động tháng thanh niên năm 2022, hơn 500 đoàn chiến thanh niên, khối trường học, lực lượng chủ trang, cơ quan và các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã ra quân trồng, dọn dẹp vệ sinh phát quang bụi rậm tại khu vực phường 11, phường 12 và chặt sát tại khu vực bãi sao.